Cuộc chạm trán đầu tiên giữa những đội bóng Big Six của mùa giải năm nay gọi tên Chelsea và Tottenham. Tâm điểm của vòng 2 chắc chắn sẽ hướng về London vào lúc này để chứng kiến sức hấp dẫn từ một trận derby. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 58-59, Chelsea mới có dịp gặp lại Tottenham ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge. Kể từ khi để thua liên tiếp tại Premier League trước Tottenham vào năm 2018, Chelsea đã bất bại tới 7 trận trước các đối thủ tại London, trong đó có 6 trận thắng, 1 hòa và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong số đó. Về phía đội khách, Spurs mới chỉ thắng 1 trong 37 trận sân khách gần nhất trước Chelsea. Lần cuối cùng đã là từ tháng 4 năm 2018 với chiến thắng 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Đằng sau trận thắng với cách biệt tối thiểu trước Everton, trong buổi họp báo, Thomas Tuchel thực sự không quá hài lòng với màn trình diễn của toàn đội tại Goodison Park. Tuy nhiên, một chiến thắng trong ngày mở màn cũng là sự khích lệ rất lớn với tập thể The Blue vào lúc này. Điều đáng nói nhất đằng sau trận thắng của Everton không phải là 3 điểm, cũng không phải là một hình ảnh lạ lẫm của Jorginho trên chấm penalty, mà nó nằm ở những màn ra mắt ấn tượng của các tân binh vừa cập bến đội chủ sân Stamford Bridge. Raheem Sterling trong vai trò trung phong cắm, Kali Koulibaly đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải, sau đó là một Marc Cucurella đầy năng động. Tất cả đã có những màn trình diễn tương đối ổn sau trận đấu vừa rồi. Ngay cả các tài năng trẻ trưởng thành từ lò Copham cũng vậy, Conor Gallagher và Armando Broja đã có một cơ hội tận hưởng bầu không khí Premier League trong màu áo xanh. Và với năm quyền thay đổi người, Tuchel thực sự đang tận hưởng những gì ông có trong đội hình của mình. Vấn đề nhìn thấy rõ nhất của Chelsea vẫn nằm ở khả năng chuyển hóa những cơ hội. Họ liên tục dồn ép đối phương, nhưng dường như chưa tìm được một điểm đến cuối cùng trong những pha bóng sau sự ra đi của chân sút chủ lực Romelu Lukaku. Khả năng tận dụng của The Blue trong các tình huống cố định cũng là một vấn đề nhức nhối. 16 quả phạt góc đã được thực hiện trong cuộc đối đầu với Everton, nhưng không một tình huống nào trong số chúng gây ra được nguy hiểm. Rõ ràng Chelsea vẫn đang cần thêm thời gian để lắp ghép những bánh răng mới của họ vào hệ thống của Tuchel. Vì vậy, đây có thể sẽ là cơ hội để Spurs giành chiến thắng với một phong độ lên cao ở thời điểm hiện tại. Những buổi tập mệt mỏi mà Antonio Conte đưa ra với các cầu thủ của mình dường như đã bắt đầu phát huy được hiệu quả khi đội bóng của ông đả bại Southampton với tỷ số 4-1 vào thứ Bảy tuần trước. Nhiều người thậm chí đã nghĩ về một vòng đấu mùa màn tệ hại với Spurs khi họ bị đối phương chọc lưới từ ngay phút thứ 12 của trận đấu. Dù vậy, sự lì lợm và khả năng kiểm soát trận đấu của thầy trò Conte đã giúp họ nhanh chóng hoàn tất cú lội ngược dòng trước khi hiệp 1 khép lại và kết thúc trận đấu với hai bàn thắng nữa được ghi do công của Kulusevski và một bàn phá lưới nhà của đội khách. Mùa này, Spurs dường như vẫn không thay đổi quá nhiều so với những mùa giải trước. Hệ thống của Conte được thiết lập với sơ đồ 5-4-1 khi không bóng và 3-4-3 khi có bóng. Spurs trong hệ thống này là một câu lạc bộ cực kỳ nguy hiểm với những đường bóng nhanh trực diện và thậm chí là truyền dài để tận dụng tốc độ tốt của wingback và bộ ba tiền đạo phía trên. Sự xuất hiện của Dejan Kulusevski là một điểm đáng chú ý ở trận đấu này. Người hoàn toàn có khả năng gánh vác trọng trách ghi bàn và kiến tạo bên cạnh Son Heung-min và chủ công Harry Kane. Đừng quên chàng tân binh Richarlison sẽ trở lại trận đấu này sau án treo giò từ FA. Và tất nhiên các cổ động viên của Chelsea chẳng còn xa lạ với anh chàng này. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Spurs mùa giải trước là vị trí tiền vệ trung tâm, nơi họ không có quá nhiều cái tên chất lượng bên cạnh Pierre-Emil Højbjerg. Năm nay, gà trống đã nhanh chóng bổ sung nhân sự ở vị trí này với Yvette Bissouma từ Brighton. Những sự lựa chọn của họ ở hai bên hành lang cánh cũng trở nên đa dạng hơn với sự xuất hiện của Ivan Perisic từ Inter Milan. Cả hai cầu thủ này đều đã vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu gặp Southampton, nhưng bây giờ có thể đã sẵn sàng chiếm một suất đá chính ở trận derby London cuối tuần này. Điểm qua về tình hình nhân sự, đây mới chỉ là vòng 2 của Premier League, vì vậy cả hai đội gần như không có quá nhiều biến động ở đội hình xuất phát. Chelsea sẽ trở lại Stamford Bridge với lực lượng mạnh nhất của họ. Dường như đã có một vài vấn đề với cái cổ chân của Koulibaly, nhưng có vẻ như anh đã hoàn toàn lành lặn để góp mặt trong 11 cái tên ở đội hình xuất phát. Trong khi đó, Cucurella có thể là phương án thay thế cho Chilwell trong trường hợp hậu vệ người Anh tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự nhiều lớp của Tottenham. Ở phía đối diện, huấn luyện viên Conte chỉ gặp vấn đề duy nhất với trường hợp của Oliver Skip. Dù vậy, đó không phải là tổn thất quá lớn với Spurs vào lúc này, bởi trên sân họ vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác. Vấn đề duy nhất mà những người hâm mộ Tottenham bận tâm có lẽ là việc Richarlison liệu có thể lần đầu đá chính trong ngày ra mắt màu áo mới hay không. Dù vậy, với tính cách của Conte, khả năng cao Kulusevski sẽ được giữ lại và Richarlison sẽ được chờ đợi bùng nổ trong hiệp 2. Spurs dự kiến sẽ đem đến sân Stamford Bridge đội hình 3-4-3 quen thuộc. Với Hugo Lloris trong khung thành, phía trên anh là sự góp mặt của bộ ba trung vệ Christian Romero, Eric Dier và Ben Davies. Trong khi đó, hai wingback sẽ là vị trí của Emerson Royal và Ivan Perisic sau những màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu vừa qua.
cặp tiền vệ trung tâm có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi khi Yves Bissouma có lần đầu tiên được đá chính tại Tottenham. Người đá cặp của anh tất nhiên là Pierre-Emile Højbjerg. Phía trên bộ ba quen thuộc gọi tên Harry Kane, Dejan Kulusevski và Son Heung-min. Ở phía đối diện có lẽ Chelsea cũng không có điều kiện để thực hiện quá nhiều sự thay đổi. Đội hình dự kiến của họ giống như mọi kỳ là 3-4-2-1. Với Mendy trong khung gỗ, phía trên là bộ ba trung vệ với tổng số tuổi chạm ngưỡng 100, bao gồm Kalidou Koulibaly, Thiago Silva và César Aspilicueta. Hai wingback là sự kết hợp bùng nổ từ mùa giải trước, Ben Chilwell và Rick James. Tuy nhiên, có vài thông tin cho rằng Tuchel sẽ cân nhắc việc trao suất đá chính đầu tiên cho Cucurella khi Ben Chilwell vẫn đang trên đà trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Trong khi đó, Kante và Jorginho có lẽ vẫn sẽ chiếm một suất đá chính, dù không mang lại quá nhiều sức sáng tạo nhưng vẫn phù hợp trong hệ thống của Tuchel. Niềm hy vọng lớn của họ sẽ phụ thuộc vào ba mũi nhọn tốc độ trên hàng công là Sterling, Mount và Havertz. Trong đó, Havertz ở sơ đồ này hoàn toàn có thể đóng vai trò như một số 9 ảo. Trong một cuộc phỏng vấn nhanh với Conte sau khi trận đấu với Southampton kép lại, một phóng viên đã hỏi ông về việc phải đụng độ Chelsea tại vòng 2 Premier League. Conte đã trả lời với một sự tự tin rất lớn trong lần trở lại Stamford Bridge này. Tuần tới chúng tôi có một trận đấu với Chelsea, nhưng Chelsea mùa trước và mùa này đã có rất nhiều sự khác biệt về trình độ. Trong lần gặp Chelsea mùa trước, chúng tôi phải chơi 3 trận trong 12 ngày. Chúng tôi đã thua cả 3 trận, trong khi không ghi được bất cứ một bàn nào. Nhưng mùa giải này chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị từ tháng 7. Điều này rất quan trọng để tôi có thể truyền tải kiến thức bóng đá của tôi với các học trò. Rõ ràng Conte có lý do để tự tin như vậy khi ông đã có sự chuẩn bị rất kỹ với Spurs từ đầu mùa hè. Hàng công của Tottenham sẽ đối đầu với hàng thủ của Chelsea, những người đã phải nhờ vào sự xuất sắc của Thiago Silva và tân binh Koulibaly để giúp họ giữ sạch lưới trong trận mở bàn. Gần như đây là đối thủ khó chịu nhất hiện tại mà Chelsea có thể gặp ngay lúc này. Son và Kane vẫn đang mong chờ những bàn thắng đầu tiên của mình ở một giải mới, và nếu ghi nó trong trận Derby London thì chẳng thể tuyệt hơn. Nhưng họ cũng sẽ mong đợi thêm một số màn trình diễn, nhất là từ tân binh Cucurella bên hành lang cánh trái, nơi The Blue tin là cũng sẽ có thể khai thác được những lỗ hổng ở nơi phòng ngự bên phía gã trống. Một trận Derby London thú vị sẽ tô điểm cho Super Sunday đầu tiên của mùa giải mới. Liệu sự ổn định mà chúng ta đã chứng kiến xuyên suốt trong hè đến từ Tottenham có thực sự tạo nên sức mạnh cho họ, hay Chelsea lại được dịp thị uy kể cả trong những lúc mà họ gặp nhiều khó khăn nhất? Họ không có thể chia điểm tại Stamford Bridge, nhưng có vẻ đó là điều mà chỉ Arsenal muốn lúc này trong chặng đua của thành London ở mùa giải đáng kỳ vọng này.